nhan sắc giàn hậu từng phải nhận lời cay đắng giờ ra sao bảo ngọc ngày càng nhuận sắc không còn tự ti vì cao quá khổ còn muốn lên 2 mét thiên ân sắc sảo mặn mà còn có dáng dấp thần thái của một minh tinh màn bạc hai nàng còn lại cũng thăng hạng dần đều nhờ tu chỉnh đúng chỗ hình cũng đã có can thịt thẩm mỹ ở mũi và vòng một Đây là lần đầu tiên chắc nhận việc này chắc mọi người cũng rất là bất ngờ. mặc dù đều là những hoa hậu á hậu Thế nhưng những cô nàng này đều từng phải nhận những lời cay đắng về ngoại hình. Thế nhưng họ đã dần hoàn thiện và ngày càng khiến khán giả phải có cái nhìn khác về mình. Bảo Ngọc ngay khi tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam 2022, Bảo Ngọc đã gây ấn tượng mạnh với chiều cao vượt trội 1m85 và cũng chính nhờ lợi thế lớn đó, cô nàng đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh và giành danh hiệu Á hậu 1. Sau đó khi đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Liên lục địa 2022, Bảo Ngọc đã bước lên bục cao nhất trở thành Hoa hậu. Thế nhưng chiều cao khủng đã từng là một trong những lý do khiến Bảo Ngọc luôn tự ti trong suốt thời gian còn đi học vì trong mình luôn quá khổ so với các bạn và nhận nhiều bình luận không hay. Nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi, Bảo Ngọc của hiện tại đã là một cô gái tự tin với gương mặt luôn dạng ngời, thần thái ngày càng sắc sảo và đương nhiên cô cũng tự hào về ngoại hình cùng đôi chân dài của mình hơn ai hết. Nàng hậu này còn nuôi tham vọng lớn có thể cao thêm để chạm mốc 2 mét nữa đấy. Đoàn Thiên Ân Đoàn Thiên Ân nhờ bài thuyết trình về ảnh hưởng xấu của ngôn từ mà giành được vương miện hoa hậu tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Những lý lẽ của nàng hậu được đúc kết từ chính trải nghiệm của cô, bởi trong quá khứ Thiên Ân từng có giai đoạn tăng cân và phải nhận nhiều bình luận không hay. Sau khi đăng quang, hoa hậu Thiên Ân cũng vẫn phải chịu những lời kém duyên về ngoại hình từ Mr. Nawad, chủ tịch của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới không phản pháo không gay gắt thiên ân đã dùng thời gian để trả lời cho tất cả cô thăng hạng nhan sắc đều qua từng thời kỳ ánh mắt đã có thần hơn xưa các đường nét trên gương mặt đều dần sắc sảo hơn cho đến nay nàng hậu này đã chinh phục khán giả ở mọi hình tượng từ mạnh mẽ cá tính tới ngọt ngào dịu dàng cô đều cân được ở một số bộ ảnh chụp với phong cách trang điểm đậm sắc sảo đoàn thiên ân còn được khen là quyến rũ ma mị đẹp tựa minh tinh màn bạc nữ cơ huỳnh thị thanh thủy Giành vương miện Hoa hậu Việt Nam 2022 đầy thuyết phục, chẳng ai ngờ Hoa hậu Thanh Thủy cũng từng gặp không ít áp lực vì chuyện nhan sắc. Nàng hậu gốc Đà Nẵng này kể rằng thời đi học từng sống trong mặc cảm vì bạn bè không thích làn da ngăm, vóc dáng cao gầy của cô. Sau khi đăng quang vẫn có một số ý kiến cho rằng nhan sắc Thanh Thủy không đủ toát ra khí chất beauty queen đã phải chịu nhiều đánh giá không hay, thế là sau khi đăng quang nàng hậu này quyết định hoàn thiện bản thân hơn nữa để không ai nói được một lời nào. Thanh Thủy đã chọn tu chỉnh mũi và gò bồng để gương mặt sắc sảo và thân hình cũng hoàn hảo hơn nữa. Sau lần làm lớn đó, nhan sắc Thanh Thủy càng kiều diễm, mặn mà và hợp gu công chúng hơn hẳn. Sự thẳng thắn thừa nhận sửa để đẹp hơn của Thanh Thủy cũng được đánh giá cao. Ai cũng hy vọng Thanh Thủy sẽ sớm bước ra đấu trường quốc tế. Trần Thanh Tâm từng nổi lên dần dần với danh xưng hot girl chứng gián một thời, sau này Trần Thanh Tâm lại đi thi hoa hậu gây nhiều bất ngờ. Trong đêm chung kết, Miss Fabule cô nàng này đã thẳng thắn cho biết mình cũng gặp phải những bình luận về ngoại hình. Nhìn lại quá khứ thì đúng là người đẹp này nhận rất nhiều lời không hay khi lộ những khoảnh khắc không bằng hình ảnh video tự quay. Và sau khi trở về từ cuộc thi này, Trần Thanh Tâm cũng thay đổi phong cách thời trang và theo đuổi hình ảnh quyến rũ hơn. Người đẹp này cũng thừa nhận đã dùng phương pháp nâng cơ mặt sóng âm làm căng da, tiêm môi cộng với niềng răng để thay đổi dáng mặt. Rõ ràng những điều chỉnh nhỏ này đã giúp Trần Thanh Tâm xinh đẹp và thu hút hơn rõ rệt.